Tất cả những cái loài chúng sinh đấy thì được gọi là bản sinh.
phần lớn những cái loài bàng sinh mình thấy được bằng mắt thường, nhưng mà một số thì mình không thấy được, mình phải thấy bằng thiên nhãn. Những cái loài mà bàng sinh thì có bốn loại là bàng sinh đi bằng hai chân, bốn chân, bằng nhiều chân, không chân. Bàng sinh sống dưới nước thì nhiều hơn bàng sinh sống trên đất liền. Đa số những cái loài súc sinh thì phần lớn là sinh sôi nảy nở ở dưới biển, ở dưới nước ấy. Còn ở trên đất liền thì không không nhiều bằng những cái chúng sinh mà sống dưới nước ấy. Cho nên là cứ chỗ nào mà có nước thì chỗ nào mà có cái nguồn nước phong phú, cái chỗ đấy chúng sinh sinh sôi nảy nở rất là nhiều. Nhưng mà ở cái chỗ nào mà không có nước, ví dụ như trên sa mạc hay trên núi đá, thì những cái chỗ ấy nó thiếu nước một cái này thì những cái sinh vật sống sẽ giảm đi rất là nhiều, rất là ít. Vậy thì chỗ nào mà càng nhiều nước thì càng nhiều các cái sinh vật nó sinh sống. Những loài mà mình có thể thấy được bằng, mình chỉ thấy được bằng thiên nhãn, không thể thấy được bằng mắt thường, đó là long vương. Long vương tức là rồng, điểu nhân, chim sí điểu, kim sí điểu. Điểu nhân khác bằng kim sí điểu ha. Điểu nhân, sư tử chúa, kim sí điểu, kình ngư. Có những loài như là voi chúa. Một số những cái loài mà được hay ở các chùa hay đắp làm những cái biểu tượng ở trên mái chùa thì đấy là những cái loài mà mắt thường không thấy được, và hay được gọi là những cái loài về linh linh, những cái con vật được gọi là linh thiêng. Bởi vì những cái loài này thì vừa là được xếp vào bảng sinh, nhưng mà thực sự là những cái hàng là chư thiên, nhưng mà là chư thiên bảng sinh. À, sống một cái đời sống của các vị thiên. Thứ nhất là Long Vương hay là rồng Laga, rồng có thân hình và lọc độc giống như là rắn, rồng có thể phun lọc độc từ răng cắn, từ hơi thở, từ mắt nhìn hoặc là từ thân cọ sát. Thì các cái loài rắn cũng giống như là họ hàng nhà rồng, rắn để mà mãn xà. Thì ngoài rồng thì có loài thì sinh ra từ trứng, có loài sinh ra từ bào thai, có loài sinh ra từ ẩm thấp, và có loài thì sinh ra từ cái sự hóa sinh. Thì những loại loài mà hóa sinh ấy thì được gọi là các cái hàng chư thiên naga hay là rồng, các cái rồng gọi là thần thần naga. Rồi thì được cái loài rồng mà sống dưới nước, có loài rồng thì sống dưới nước mà cũng có loài thì sống ở trên đất liền, nhưng mà đa số các cái loài rồng thì là ở dưới nước. Loài rồng hưởng thụ ngũ dục, tức là những cái loài rồng mà như các cái vị chư thiên thì là hưởng thụ ngũ dục, còn có loài rồng thì không hưởng thụ ngũ dục như là những cái loài mãng xà bình thường. Nên đặc điểm của rồng, rồng hay được đắp làm những cái biểu tượng giống như là một sự linh thiêng, giống như một sự hộ trì. Bởi vì khi mà Đức Phật thuyết pháp thì Đức Phật cũng có rất là nhiều các cái vị thần Naga hay là các cái vị chư thiên là những cái vị rồng hộ trì giáo pháp. Ví dụ như khi Đức Phật mới thành đạo và trong cái tuần thứ bảy thì ngài đang ngồi thiền thì gặp một trận mưa tầm tã suốt 7 ngày 7 đêm. Thì lúc đấy có một vị thần Naga, một vị thần rồng đã hiện hình lên và dùng cái mỏng của mình che cho Đức Phật, quấn thân, dùng cái thân hình của mình quấn quanh Đức Phật 7 vòng để che cho ngài khỏi nạn, và dùng cái màu cái mỏng của mình để che mưa cho đến khi Đức Phật giả thiền. Ngài rồng Naga này thì đa số những cái ngài rồng thì có những cái loài rồng thì sống giống như là chư thiên, mà cũng có những cung điện, có những cung điện ở dưới Long Cung, dưới Thủy Cung, dưới Long Cung cũng có cung điện, và có bằng 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 vàng bạc châu báu ngọc ngà. Và khi mà mới sinh ra thì là thân rồng, nhưng mà đa số các cái loài rồng thì hóa hiện lại trở thành thân giống như thân người. Đa số rồng khi sinh ra thì là rồng, nhưng mà người ta có thể hóa làm thân người và sinh hoạt hàng ngày, người ta sinh hoạt như con người,
Ví dụ như các chư thiên là cũng có thân thể giống như con người, có chân có tay vậy, cũng đi lại bằng chân tay và sinh hoạt bình thường. Thì ngoài Naga này cũng vẫn khi mới sinh ra thì là thân rồng, nhưng mà cũng có thể vị đấy có thể là hóa hiện ra thân người giống như con người vậy. Và đôi khi có những cái vị thần Naga, có vị rồng mà người ta muốn lên nhân gian, người ta sẽ hóa thành người, hóa thành người và người ta đi ở trong nhân gian hoặc là đi giao thiệp trong nhân gian, không ai biết, không ai phát hiện ra được. Đấy là cái ngày thứ nhất là ngày rồng, ngày rồng thì và đến cái hàng thứ hai là điểu nhân Kinari. Đây là cái hàng chim mà giống như là người, đây cũng hàng thuộc vào cái hàng chim thần. Thì cái hàng điểu nhân này thì cũng chỉ có bằng thiên nhãn mới thấy, bằng mắt thường không có thấy được. Hàng điểu nhân này cũng thuộc vào hàng chư thiên, mà nửa người nửa chim, cũng có thể bay đi bay lại được. Và hàng chư thiên này cũng rất là mộ đại. Hàng điểu nhân này cũng biết nghe pháp, cũng biết quy y tam bảo, cho nên là cũng hay hộ trì Phật pháp, cho nên là trên các cái nóc chùa cũng hay đắp, cũng hay đắp các cái hình chim thần chim điểu nhân này. Và trong thời Đức Phật quá khứ cũng có những kiếp mà Đức Phật sinh ra những hàng điểu nhân này. Và các cái hàng nữa là hình sư tử chúa, có những cái loài sư tử chúa, con sư tử mà sống ở trong rừng thì nó là sư tử bình thường, còn những cái hàng sư tử linh thiêng, sư tử chúa thì sống ở trong những cái vùng Hy Mã Lạp Sơn. Loài sư tử chúa có thân hình to bằng con bò tơ ăn cỏ, có loài có thân hình có màu đen bằng con bò tơ cũng ăn cỏ. Thì chưa có ai nhìn thấy sư tử ăn cỏ bao giờ, cái này chỉ nhìn thấy sư tử đi bắt mồi, bắt trâu bò nó ăn. Nhưng mà là có những cái hàng sư tử chúa này thì ăn cỏ, vì những cái hàng sư tử này thì mắt thường mình không thấy, mình chưa có từng biết, chưa có ai biết trên đời có sư tử ăn cỏ. Nhưng mà cũng có loài sư tử chúa ăn thịt. Bốn loài sư tử này ở Hy Mã Lạp Sơn tuổi thọ 200-300 tuổi. Để cho nên là ở trong giáo, trong chùa, cái biểu tượng của Phật giáo từ thời xa xưa hay lấy cái hình tượng sư tử biểu tượng cho một cái loài gọi là chúa Sơn Lâm. Thì cái loài sư tử chúa này mới là cái loài được tôn thờ, được đắp thành những cái biểu tượng thể hiện cho một cái sự dũng mãnh. Đây là cái trụ đá của vua A Dục ở thế kỷ thứ 3 trước công nguyên đã đắp cái hình tượng sư tử để đánh dấu những cái nơi mà Đức Phật ra đời. Thì trong nhiều bài pháp Đức Phật hay thường hay ví dụ, hay dùng những cái hình ảnh ví dụ về cái tiếng rống của con sư tử, là biểu tượng của những cái loài sư tử chúa rất là dũng mãnh. Và một cái loài nữa đó là chim sĩ điệu hay là chim thần Garuda này. Chim sĩ điệu này, ngay cả những cái truyền thuyết của bên Ấn Độ giáo hay là cả những cái truyền thuyết thuộc về cái văn hóa của Phật giáo ở bên Trung Quốc, người ta cũng nói đến một cái loài chim gọi là chim uyển sổ. Ở bên Trung Quốc thì cái thuở xa xưa người ta đã có truyền nhau là có cái loài chim ở ngoài biển, có cái loài chim uyển sổ, và cái sải cánh nó dài, nó rất là to lớn, mỗi một lần vỗ cánh có thể nước biển phải bay lên tới hàng mấy cái số. Thì người ta cũng có những người ta đã thấy được những cái loài chim này, và nhất là ở cái đảo Bích Nam có những cái đảo này, cư trú của rất nhiều cái loài chim sĩ điểu. Chim sĩ điểu là một cái loài chim to lớn nhất, thường cư trú ở cái tầng thứ hai của núi Senedu và ở đại dương. Chim sĩ điểu có chiều cao là 150 do tuần. 150 do tuần thì khủng khiếp, bởi vì mỗi một do tuần là bằng 16 cây số. 150 do tuần thì biết to như thế nào. Mỗi cánh rộng 50 do tuần, đuôi dài 20 do tuần, cổ dài 30 do tuần, miệng rộng 9 do tuần và chân dài 20 do tuần.
Đấy là một cái loại kim sĩ điểu. Đây là một cái hàng kim mà của hàng chư thiên. Chim sĩ điểu, thức ăn của chim sĩ điểu là rồng naga. Đấy là rồng naga đấy, cũng là toàn rồng naga đấy. Đấy là thức ăn của chim sĩ điểu. Chim sĩ điểu là chuyên đi bắt rồng để ăn. Thì chim sĩ điểu mà muốn bắt rồng ấy, thì bắt đầu là vỗ cánh bay trên mặt biển và vỗ cánh một cái là nước biển sẽ rẽ xuống đến tận đáy biển. Còn lúc đấy là chim sĩ điểu dùng chân chụp lấy đuôi rồng nôi lên, dùng cái chân và lột da ra để ăn thịt. Thường thường là thế, cho nên là cái loài rồng với lại chim sĩ điểu ấy luôn luôn là một kẻ thù, không đội trời chung. Bởi vì lúc nào và rồng naga thì cũng có rất là nhiều những cái có rất là nhiều những cái mưu kế, cũng có thể làm hại được chim sĩ điểu. Nên là rồng naga thường thường là sẽ nuốt đá vào trong bụng cho nó thật là nặng. Và chim sĩ điểu thì nếu mà không có kinh nghiệm ấy, chim sĩ điểu nào mà không có kinh nghiệm khi nào mà vỗ cánh trong nước vẽ ra được chụp lấy rồng, nếu mà chụp lấy đầu rồng là không nôi lên được, không nôi lên được, nặng quá không nôi lên được, nước nó ập lại là chim chết đuối. Thế là đấy là một cái bí quyết của nhà rồng để bảo vệ cái tánh mạng. Thế thì còn chim sĩ điểu thì không hiểu lý do tại sao, không hiểu lý do tại sao mà cứ cái họ hàng nhà mình đôi khi xuống bắt rồng cứ bị chết. Thế là một hôm mình nhờ cái vị đạo sĩ này thì là bạn chơi thân cả với rồng cả với chim sĩ điểu, thì ông ấy thử hỏi con rồng này nó có cái bí quyết gì mà nó có thể giết được chim sĩ điểu. Thế là cái vị đạo sĩ này dụ dỗ mãi, thế là cái vị Long Vương này về sau này cũng tin tưởng, tưởng là bạn bè thân nói ra cái bí quyết của mình. Bảo cái chim sĩ điểu ấy thật là ngu, chứ mà nếu mà muốn bắt chúng tôi cứ cầm lấy đuôi nôi lên là tôi sẽ nôn hết lá ở trong ruộng này, sẽ bắt chúng tôi. Thế là cái ông đạo sĩ này là ông ấy mách lại với lại chim sĩ điểu. Thế là hôm sau chim sĩ điểu bắt ngay được rồng chúa. Thế là rồng chúa biết ngay là bạn mình đã phản bội mình. Đấy. Thì từ đấy mà đi là chim ngoài rồng bị nộ mất cái bí quyết, chim sĩ điểu phải bắt rồng ăn thịt hoài. Bắt rồng cho nên là thường thường người ta muốn bắt rắn người ta phải nắm cái đuôi, mình còn nắm cái đầu nó trước, người nắm cái đuôi xong rồi mới bắt đầu sau. Đấy là những cái, còn ngoài ra thì còn có những cái loài khác nữa. Đấy, như là loài voi chúa hay là kình ngư. Ví dụ người ta cứ nói đến con cá kình ngoài biển, có con cá kình nhỉ. Nhiều khi trong dân gian người ta cũng nghĩ đến cái con cá kình ở ngoài biển, nhưng mà thực ra thì cái con cá đấy mắt thường không thấy. Các cái vị thần biển người ta hay cỡ những cái con cá, nó rất là to lớn. Và đôi khi nhiều những cái nơi đền thờ là người ta hay thờ những cái biểu tượng của những cái loài vật mà mắt thường không nhìn thấy này, bởi vì đây là những cái loài vật nhưng mà thuộc về cõi thiên, ở cõi tứ đại thiên vương với những rồng, cũng mặc dù là bàn sinh nhưng mà lại là thiên thần, có thể biến hiện thành thân người, cũng có thể nghe được giáo pháp, có thể hộ trì được nhân gian, cho nên người ta hay tôn thờ rồng, tôn thờ điểu nhân hay là chim sĩ điểu này, đều là những cái biểu tượng. Những cái biểu tượng mà hay được đặt vẽ ở trên chùa, giống như là những cái vị hộ pháp ấy, để bảo vệ cho giáo pháp của đạo Phật. Giống như là bây giờ mình nhìn lên trên chùa mình có những cái biểu tượng này nhô nhô lên ấy, đâu ai biết là cái gì. Trong rồng không ra rồng mà rắn không ra rắn, mà trông cũng gần giống như con cá kình ấy. Cá kình thì nó có nửa là cá, nửa là con cá sấu. Thì có ba cái loại tưởng thường khởi lên ở trong các loài bản sinh.
đấy là những bản sinh mà mắt thường không thấy, và tất cả những cái loài bản sinh mà mắt thường có thể thấy được khác. Thì ở trong các cái loài bản sinh mà mình thấy bằng mắt thường ấy, thì sẽ có ba cái tưởng khởi lên, đó là biết hưởng dục, biết kiếm ăn và biết sợ chết. Chỉ có thế mà thôi. Ví dụ như là chỉ có nghĩ đến cái chuyện là hưởng dục như là đi kiếm ăn, biết kiếm ăn, và chỉ nghĩ đến cái chết. Trong cái loài bản sinh thì cứ loài nó ăn thịt loài kia, nó ăn thịt loài kia, cho nên là cái tâm thức của loài bản sinh nó chỉ nghĩ được đến ba cái thôi: dục, kiếm ăn và sợ chết. Cứ loài nó ăn thịt loài kia, cho nên lúc nào cũng sợ chết, lúc nào phải bảo vệ cái mạng sống của mình. Giống như là mấy cái người nếm đi trên chai, lúc nào nghĩ đi chết. Bản sinh là một cái vị, nếu bản sinh là một vị Bồ Tát đầu thai thì mới biết tưởng về pháp. Tưởng về pháp tức là biết tu tập. Nếu như mà bản sinh mà là Bồ Tát đầu thai thì vẫn biết tu tập, tức là vẫn biết giữ giới. Ví dụ như và biết làm các cái thiện pháp như là bố thí. Ví dụ như là khi mà Đức Phật ở trong cái thuở quá khứ, trong những cái chuyện tiền thân, Đức Phật mặc dù Ngài có thể sinh làm những cái loài bản sinh, Ngài vẫn biết làm những cái thiện pháp, nhưng Ngài vẫn biết giữ trai giới, vẫn biết cung kính những cái bậc sa môn, bà la môn, những cái người tu hành, hay là cúng dường các vị Phật độc giác. Ví dụ như Ngài sinh làm voi, Ngài có thể đến cúng dường các cái vị ẩn sĩ hay là các vị độc giác ở trong rừng, hoặc là có những kiếp Ngài sinh làm con thỏ, hay là Ngài nghĩ là ta phải bố thí một cái gì đó cao thượng nhất, và Ngài bố thí luôn, có người đói đến xin Ngài bố thí luôn cả cái thân mạng mình cho người ta ăn. Thì đấy là Bồ Tát thì mới có được cái trí này, đó là biết làm thiện pháp. Còn các hàng bản sinh mà không phải mà Bồ Tát, tức là chưa từng tu tập, thì người ta không có cái tâm là biết tạo phước. Và người ta chỉ có những cái bản sinh thông thường, chỉ có ba cái tưởng này. Chỉ có hưởng dục, kiếm ăn và sợ chết thôi. Trong ba loại tưởng này thì tưởng về chết là nổi trội nhất, vì các loài bản sinh thường tàn sát và ăn nuốt lẫn nhau. Việc tìm kiếm thức ăn và chỗ ở không được yên ổn, không được ổn định, nên bản sinh thường chết trước tuổi thọ. Ít những cái con vật mà nó được sống đến hết tuổi thọ lắm. Bây giờ thường thường như mình nuôi mấy con vật, hay mình có nuôi nó đến tận lúc nó chết, hiếm lắm. Thì khi nào nó đến cái tuổi mà nó trưởng thành rồi, mà nó to béo rồi, là lúc đấy nó ăn thịt rồi. Mới sống được 1/3, 1/4 tuổi thọ đã đi vào nhà mổ rất là nhiều, thỉnh thoảng mới được con sống cho đến cái hết cái thọ mạng của mình. Tuổi thọ bằng sinh thì tùy theo từng loài, có loài thì sống lâu, có loài thì chết sớm. Nhưng mà nếu mà bằng sinh mà là chư thiên thì sống rất là lâu. Bằng sinh mà còn bản sinh mà ở cái ngoài xuất sinh thì sống rất là cái tuổi thọ thấp, không có cao. Đến một cái loài tiếp theo nữa, đó là loài ngã quỷ. Loài ngã quỷ thì như cái loài này cũng chỉ có thiên nhãn mới thấy, nó thường thì không thấy. Quỷ thì có hàng gọi là quỷ chữ, có hàng thì gọi là ngã quỷ khác, quỷ chữ khác. Có những người mà nó nghịch ngợm quá, cái đồ nghịch như quỷ. Vậy quỷ có nghịch không? Sao người ta gọi là nghịch như quỷ? Quỷ làm sao mà nghịch được? Thường thường là trần truồng và xấu xí, hình dung về cuộc và thân thể nội ngân, người yếu ớt xương sườn nội rõ, người là ai đây, người vong nhân. Thường thường là như thế. Ngã quỷ là rất là xấu xí, gầy guộc, yếu ớt, lộ rõ xương sườn. Thỉnh thoảng mà gặp những cái vị đạo sĩ, gặp những cái vị tỳ kheo này có thể nói chuyện được. Tôn giả, con là ngã quỷ nương, thần dân khốn khổ của Diêm Vương, vì con đã phạm hành vi ác, con đến nơi ma nói với bản thân. Là ngã quỷ trong rất là đen đủi, xấu xí, hôi hám, nhơ nhuốc, đói khát, đói quá cho nên là lúc nào cũng nghĩ đến thức ăn, mà thức ăn vào đến miệng thì nó biến thành lửa hoặc nó biến mất ăn được. Cho nên lúc nào cũng thọ khổ. Có hai cái
bên ngoài mà luôn luôn thọ khổ, thường xuyên thọ khổ. Đó là những chúng sinh ở dưới địa ngục, lúc nào cũng thọ khổ. Thọ khổ bị đánh đập, bị đâm chém, bị đói, bị hành hạ. Còn một cái loài ngã quỷ nữa đó là, còn một cái loài thọ khổ nữa là ngã quỷ. Ngã quỷ thì luôn luôn bị cái tâm bất thiện nó thúc giục, nó thiêu đốt. Ví dụ như chúng ngã quỷ đa số là có cái tâm tham nhiều, cho nên là lúc nào cũng bị lửa tham thiêu đốt, khao khát và không lúc nào thỏa mãn, không lúc nào yên ổn. Ngã quỷ, đói khát này, trong trận tiểu tụy có bốn loài ngã quỷ. Ngã quỷ nuôi mạng dựa vào người khác cho, và có những cái ngã quỷ thì để có thể thọ dụng được những vật thực mà do người cúng thí, hoặc là thọ dụng được cái phước thí của những cái người thân làm phước. Có ngã quỷ thì chịu cái sự đói khát dày vò mà không có ai có thể giúp được. Có ngã quỷ thì tham ái, do lòng tham ái mạnh quá nên bị lửa thiêu đốt ở trong miệng, bị dục tham thiêu đốt. Và có ngã quỷ thuộc và ngã quỷ Atula thì sân hận, lúc nào cũng sân hận và có thể là hành hạ nhau, đánh đập nhau, tàn sát nhau, những cái loài ngã quỷ như vậy. Thì chỉ có cái loài ngã quỷ mà nuôi mạng dựa vào người khác cho thì cái này ngã quỷ đấy được cho là cao hơn, đỡ khổ hơn những cái ngã quỷ khác. Ngã quỷ gọi là tha thí thọ, thọ thực ấy. Nhờ cái sự mà cúng thí hay là nhờ cái sự bố thí hồi hướng phước, sống dựa vào cái phước của người khác. Ai mà làm phước thì mình cứ hồi hướng cho, thì những cái ngã quỷ đấy người ta được hưởng phước, thì người ta giảm bớt được cái nỗi khổ và người ta có thể thoát khổ được. Và thường thường ở trong những người thân mình, nhiều người chết hay sinh vào cái loài ngã quỷ này. Và nếu mà cái ngã quỷ này thì người ta hay đi, người ta mà thấy cái người nào mà hay làm phước thì người ta hay đi theo để người ta được, để người ta sống dựa vào cái người sống mà, để người ta được hưởng cái phước của những cái người đấy tặng. Do mãnh lực của cái ác nghiệp quá khứ gây ra, cho nên là ngã quỷ chịu cái sự đói khát dày vò, khi có thức ăn muốn vào miệng thì chưa ăn nó đã biến mất, có khi nó biến thành phân, có khi thì nó bốc cháy không ăn được. Khi ngã quỷ muốn uống nước thì nước có thể nó cũng sẽ biến mất, hoặc nó biến thành phân hôi thối không uống được. Nên nó là cái nghiệp lực của chúng sinh đó bạn, tùy theo cái nghiệp của chúng sinh. Đôi khi có những cái ví dụ như là đối với con người thì nước nó là một cái dòng nước mát, mình có thể tắm được, mình có thể uống được. Nhưng mà với ngã quỷ thì nó lại không phải vậy. Nước nó cũng không uống được, nhìn thấy nước nhưng mà nó có thể biến thành phân, thành máu, hoặc là cũng cái nghiệp lực nó che mà bị những cái ngã quỷ này không thể thấy được nước, mặc dù đang đi tận dòng sông cũng không thấy được. Khi nguyên nhân sinh làm ngã quỷ là những ác nghiệp, nếu mà mình tham nặng quá cũng sinh làm ngã quỷ, hoặc là sân hoặc si, nơi thân khẩu ý là những nguyên nhân khiến chúng sinh tái sinh làm ngã quỷ. Nếu mà cái ác nghiệp nó nặng thì phải đọa vào địa ngục, khi ra khỏi địa ngục mà cái nghiệp nó chưa tiêu trừ hết thì sẽ nên làm ngã quỷ. Có những ngã quỷ thì có thể là cái nghiệp mà sẽ tái sinh làm ngã quỷ trước, sau đó này lại đọa xuống dưới địa ngục trong. Mà cũng có những ngã quỷ thì sinh xuống dưới địa ngục trước, khi mà đã thọ vơi bớt cái quả báo của nghiệp đi rồi thì lại sinh lên làm ngã quỷ. Như là có cái chuyện mà gọi là ngã quỷ heo này. Như thời Phật còn tại thế có một ngã quỷ miệng như heo mà thân thì có màu da vàng chó, có những cái ngã quỷ thì thế. Nguyên nhân là do kiếp trước từng làm tỳ kheo thu thúc thân nhưng lại không thu thúc khẩu, nên bị cái quả báo sinh làm ngã quỷ miệng như heo mà thân thì có màu như là da vàng chó như vậy.
thì có những cái loài ngạ quỷ, chuyện ngạ quỷ có đuôi, có cái có tóc như là đuôi công, nhưng có một nữ ngạ quỷ đói khát trần truồng, nhưng mà khi muốn uống nước thì nước nó biến thành đủ máu. Thì cái nguyên nhân đó là khi còn làm người thì có một người con trai thường hay phát tâm cúng dường tam bảo, thì bà mẹ bất tín hay nguyền rủa con, mong cho những cái vật con cúng thí trở thành mủ máu cho con sau này. Thì nhưng có một hôm bà lại cúng dường đến chư tăng một bó đuôi công rất là đẹp, thì do những cái nghiệp ấy nên khi chết bà sinh làm nữ ngã quỷ đói khát trần truồng, có một cái mái tóc như là tóc đuôi công. Thì ở cái kiếp ngã quỷ nó thế, đôi khi nó có những cái phước thiện nó có thể trổ vào đấy, nhưng nó rất là yếu ớt, còn đa số nó là những cái nghiệp bất thiện nó trổ. Cái nghiệp bất thiện thì nó trổ rất là mạnh và rất là nhiều. Vì có những cái loài ngã quỷ mà cái có cái phước lớn nữa thì có thể một nửa ngày thì thọ phước, một nửa ngày thì thọ khổ. Có những cái loài ngã quỷ một cứ ban ngày thì phải làm ngã quỷ chịu cái sự dày vò khổ sở đói khát và có thể móc thịt mình mà ăn, nhưng mà ban đêm thì lại biến thành thần tiên hưởng thụ đầy đủ những cái dục lạc như chư thiên. Đấy là cũng có những cái loài ngã quỷ, lại một nửa thì thời gian hưởng phước, một nửa thời gian phải chịu cái nỗi khổ. Có ngã quỷ ăn phân dơ mặc áo sắc nóng, có một nữ ngã quỷ trần truồng đói khát thường đến chỗ một vị thần cây xin thức ăn áo mặc, nhưng khi thức ăn vào miệng thì biến thành phân dơ, áo mặc đến thân thì biến thành tấm sắc nóng rực lửa. Nguyên nhân là do kiếp trước có người chồng thì cũng dàn tan vào y phục và thực phẩm, người vợ bất tín tức giận thường mắng chồng, mong cho những thức ăn của ông cúng dàn sau này thành phân cho ông ăn và y phục ông cúng dàn biến thành áo sắc nóng cho ông mặc. Thì những cái lời mà mắng chửi người khác như vậy sau này bà bị thọ quả báo hết. Những cái công đức cúng dàn thì người chồng thành một vị thần cây có thần lực, còn do ác khẩu mắng nhất chồng nên giờ người vợ trở thành những nữ ngã quỷ ăn phân dơ mặc y sắc nóng. Thì thường thường những cái người nữ nào mà có cái tâm sân hận lớn thì người ta có cái miệng đua điêu hoa hay nói tục nói bậy, hay thề thốt những cái câu mà nó xúc phạm, nhất là những cái nói năng những cái câu mà xúc phạm những cái người mà người ta có đức hạnh, có giới đức ấy. Thì thường thường đến lúc chết thì cứ xúc phạm người ta làm sao thì đến lúc chết thì bị làm y như vậy, sinh làm cái ngã quỷ và bị y như cái tư tưởng ác, cái ác ý mà mình đã khởi lên như thế nào thì sau này mình sinh làm ngã quỷ cũng giống y như vậy. Nên là có những cái ngã quỷ thì ở trên hư không lúc nào cũng đi lại ở trên hư không, bị bốc cháy ở trong hư không. Có những cái ngã quỷ thì không có đầu, đi đến đâu thì bị loài kên kên, loài quạ bu bám bắt rỉa ráy ăn thịt đến đấy. Có những ngã quỷ thì thân hình thì như con rắn, đầu trâu mặt ngựa, thân hình thì rắn. Có những cái hàng ngã quỷ thì giống như là một cái cục thịt không. Có những cái ngã quỷ thì cứ lấy cái tay móc thịt mình ra ăn. Còn có những cái loài ngã quỷ thì cứ có một quỷ cái, một quỷ đực dính vào nhau thì cứ lấy búa bổ đầu nhau, uống máu nhau. Thế đấy là những cái quả báo của những cái ngã quỷ. Thì có cái sự nỗi khổ như vậy. Nên là cái kiếp ngã quỷ thì sống ở nhiều nơi, có thể sống ngay trên mặt đất. Ngã quỷ thì không có ở dưới lòng đất như trong các cái hàng địa ngục, mà sống ở trên mặt đất, có thể sống trà trộn cùng với nhân loại, với con người. Có những ngã quỷ thì sống ở những nơi tha ma, có ngã quỷ thì sống ở nơi rừng núi, có cái hàng ngã quỷ thì sống ở những cái nơi bãi rác, những cái chỗ dơ bẩn, có hàng ngã quỷ thì ăn phân, ăn nước tiểu, thì hay ở cái nơi nào mà có cầu tiêu, cái nơi nào hôi thối dơ dãi, cống rãnh, như cái nơi mà có xác thối, ngã quỷ dơ bẩn sống ở đấy. Nơi thì có ngã quỷ sống ở trong rừng, trong núi, ở sông, ở hồ, cũng chung là đều không có như vậy. Cái hàng ngã quỷ là một trong những cái hàng thấp kém, không có thần lực đa số. Có một số ngã quỷ thì có thần lực, có thể bay trên hư không, có thể biến hình biến tướng được. Thì cái hàng ngã quỷ đấy thì thuộc vào hàng quỷ thần cao cấp rồi. Còn những cái hàng ngã quỷ này thì là những cái hàng ngã quỷ rất là thọ những cái nỗi khổ gần giống như những chúng sinh trong địa ngục, còn thọ khổ hơn cả chúng sinh.
nhưng mà vẫn có thể nhớ lại được đời trước của mình, vẫn có cái trí tuệ, vẫn có cái suy nghĩ, vẫn biết được những cái việc mình đã làm, cho nên là bây giờ mình bị quả báo. Tức là hầu như là những chúng sinh mà sinh vào địa ngục thì họ biết tại sao mình phải vào địa ngục, họ cái tâm của họ nhớ lại được những cái nghiệp bất thiện mà mình đã làm, cho nên là bị chịu cái quả báo trong địa ngục. Và cái hàng ngã quỷ này cũng vậy, họ cũng biết được nguyên nhân tại sao mình sinh làm ngã quỷ, mình đã làm cái ác nghiệp gì mà bây giờ phải sinh làm ngã quỷ. Thì thường thường là những cái loài hóa sinh là người ta sẽ nhớ lại được kiếp trước, nhớ lại được cả thân bằng quyến thuộc của mình. Ví dụ như là có một cái nhóm ngã quỷ mà quyến thuộc của vua Tần Bà Sala, của vua Bimbisara, mà trải qua tới 91 kiếp này, mà họ trải qua rất là nhiều vị Phật ra đời mà họ vẫn còn nhớ là cái ông vua Tần Bà Sala là thân bằng quyến thuộc, cho nên là họ vẫn theo. Và cuối cùng vua Tần Bà Sala phải làm cái phước thiện là cúng dường Tam Bảo Phật Pháp ra, hồi hướng cái phước báo đến, thì cái nhóm ngã quỷ đấy mới được giải thoát khỏi ngã quỷ. Cái ngã quỷ thế là thế. Tiếp một cái cõi nữa gọi là cõi Asura hay là cõi Atuna. Có ba hạng này, Asura, tức là thường thường này hay nói là có cái kiếp gọi là cái cõi Atuna hay gọi là Asura, Atula. Nên là chư thiên Atuna, Asura, ngã quỷ Asura và địa ngục Asura. Thường thường người nào mà có cái tâm sân hận hay đánh nhau hay giận hờn nhau hay có cái tính hung dữ thì người ta hay gọi là Asura, Atuna. Những cái loại gì mà hung dữ là được biểu hiện tượng trưng cho loại Asura này. Chư thiên Asura thì có 6 loại Asura thuộc về cõi chư thiên. Đây là 6 loại Asura này. Quê Bách Chi Ti Asura. Thì cho đến từ thứ nhất đến thứ 6, 6 cái loại này thì từ thứ cái loại Asura thứ 1 đến loại Asura thứ 5. Asura thứ 5 này là thường có khuynh hướng đối nghịch với chư thiên ở cõi trời đạo lực, được bao gồm với chư thiên. Và những cái loại Atuna này cũng được gộp vào cái hàng chư thiên ở cõi tứ, ở cái cõi trời tứ đạo lực, ở cái tầng trời thứ 2 cõi trời dục giới. Atuna này có cái đời sống mà hưởng cái phước báo nó tương đồng với các cái hàng chư thiên, phước báo của họ cũng gần ngang với chư thiên ở cõi trời đam lợi, nhưng mà họ lại thuộc vào Atuna, thuộc vào hàng Atuna. Chú xứ của hàng Atuna này thì ở dưới chân núi của núi Tu Di hay là núi Seneru. Ngay cái núi Seneru này, Seneru này là cái ngọn núi mà mắt thường mình cũng không thấy được mà chỉ có thể thấy được bằng thiên nhãn. Thì cái ngọn núi Neru này thì là ở chân núi, thì là có cái hàng Atuna này. Và ở trên lưng chừng núi thì là có cõi tứ đại thiên vương, các cái vị chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương thuộc về chư thiên ở trên hư không. Và trên đỉnh núi là cõi trời đao lợi, cái cõi trời đao lợi là tương đương với cái đỉnh núi Tu Di này. Thì hàng Atuna thì là Atuna thiên, là sống ở dưới chân núi nhưng mà thỉnh thoảng cứ kéo quân lên đánh nhau với chư thiên ở cái cõi trời đao lợi. Còn Asura, cái hàng Asura cuối cùng thì có chú xứ ở trên mặt đất, được bao gồm với chư thiên ở tứ thiên vương. Còn một cái hàng Atuna nó cũng thuộc về hàng chư thiên nhưng mà thấp kém hơn, thì sống ở trên mặt đất. Atuna thì không đánh nhau với chư thiên. Còn một hàng Atuna thì được gọi là ngã quỷ Atuna, Asura. Ngã quỷ Asura thì ban ngày thọ khổ giống như các loài ngã quỷ khác, nhưng ban đêm thì hưởng thụ làm phú thần tiên giống như chư thiên ở cõi trời 33. Thì đấy là một cái loài đây là một cái loài ngã quỷ Atuna, nửa ngày thọ khổ nửa ngày thì chịu cái nỗi khổ đau.
Còn một cái loài ngã quỷ khác sống trái ngược với chư thiên ở cõi trời Ba La luôn dùng binh khí sát hại lẫn nhau như chư thiên. Còn chư thiên thì thương yêu nhau, cho nên là cái loài ngã quỷ này cũng gọi là Asura. Có một cái hàng ngã quỷ thì một nửa này thì thọ khổ, một nửa này thì thọ phước, thì cũng được gọi là Asura. Còn một cái hàng Asura, một cái hàng ngã quỷ suốt ngày đánh nhau, suốt ngày đánh chém nhau để ăn thịt nhau, thì cũng được gọi là ngã quỷ Asura. Còn một hàng Asura sống ở dưới địa ngục, này. Asura này được xếp vào trong địa ngục, là có một cái địa ngục nằm ở không gian, nằm ở, còn là địa ngục không gian nằm ở ranh giới của ba thế giới hệ. Và mỗi một thế giới hệ là nó có 31 cõi, mà có hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng tỷ thế giới hệ như vậy. Thì nó nằm ở ranh giới của cái không gian này. Nó là có một cái địa ngục, trong địa ngục là một cái màn đêm đen tối, bên dưới là cái chất nước axit, và chúng sinh trong địa ngục dính lên bức tường và treo ngược xuống giống như là đàn dơi, và rất là đói khát. Vì đen tối cho nên là các chúng sinh không nhìn thấy nhau, nhưng mà trong tâm thì lúc nào cũng đói khát và muốn đi tìm kiếm thức ăn. Cho nên là hễ mà cứ đụng vào nhau thì cứ nghĩ đây là thức ăn, và bắt đầu là cắn xé nhau, cắn xé nhau và cắn thịt nhau để ăn. Cho đến khi mà đánh nhau như vậy, cắn xé nhau đau quá, rơi xuống nước, thì rơi xuống bên dưới, chất axit chết, rồi lại hóa sinh trở lại, rồi lại hóa sinh lên. Đấy là cái nơi địa ngục Asura. Thì những chúng sinh nào mà cứ hay đánh nhau, chúng sinh ở dưới địa ngục này mà hay đánh nhau thì cũng được gọi là Asura. Chúng sinh, những cái hàng ngã quỷ mà nó hay đánh nhau, nó cũng được gọi là Asura, ngã quỷ. Thế mà người mà hay đánh nhau có được gọi là Asura. Asura người, những cái người nào hay đánh nhau, hay có tính sân lớn. Còn chư thiên Asura là cũng là cái hàng chư thiên mà hay đánh nhau. Asura ở địa ngục không gian có cuộc sống trái ngược với chư thiên ở cõi trời Ba La. Trong trường hợp chư thiên thì toàn là cảnh tốt, còn địa ngục không gian thì toàn cảnh xấu. Giờ nói đến cuộc chiến tranh của chư thiên với Asura. Thế cái loài Asura này vốn dĩ cũng giống như chư thiên. Và cái thời sơ kiếp ấy, cái thời sơ kiếp tức là cái kiếp, cái lúc mà cái thế giới mới hình thành, mới ở cái thời kỳ bắt đầu thành, thì là các loài Asura lúc đấy sinh ra, cái chú xứ của họ lúc đầu cũng là sinh ở cái cõi trời Đam Đợi, cõi trời thứ hai ấy. Asura và đang sinh sống ở đấy, thì và các hàng chư thiên ở cõi trời Đao Lợi cũng sinh sống ở đấy. Tức là lúc đầu ấy là Asura với chư thiên này là sống chung đụng với nhau, sống chung với nhau trên cùng một cái cõi trời ở trên đỉnh núi Tu Di, đỉnh núi. Thì sau đó có một thanh niên, là thanh niên Mava, sinh lên làm vua trời Đế Thích. Có một cái vị thanh niên này có phước lớn, sinh lên làm vua trời. Một hôm chư thiên hội họp và vua trời cho các hạng thiên chúng uống rượu cam lồ, trong đó có cả Asura. Thì tất cả nhóm Asura này là uống và say, say sưa, say đến mất hết ý thức rồi nằm mê mết đang ngủ. Lúc đấy vua trời lệnh cho thiên chúng dùng thần lực quăng tất cả Asura xuống dưới chân núi, ném xuống dưới biển, ném xuống đại hải. Thì cứ cầm chân từng thằng ném xuống, ném hết xuống chân núi. Thì ở cái dưới chân núi này cũng có một cái thành phố chư thiên, giống y hệt như là cái thành phố ở trên cõi trời Đao Lợi. Thế cho nên là khi mà Asura này mới tỉnh rượu, thì không biết là mình đã bị ném lên chân núi, cứ tưởng là mình vẫn đang sống ở trên trời bình thường. Thì ở trên cung trời có một cái loài cây gọi là cây san hô. Cái cây này thì cứ mỗi một năm sẽ trổ hoa một lần. Nhưng mà cái cây san hô mà ở trên cõi trời thì nó trổ hoa, còn cái cây san hô mà nó ở dưới chân núi Tu Di, nó ở cái chỗ của Asura là sinh sống thì nó không trổ hoa. Thế lúc đấy Atuna này mới bảo tại sao năm nay nở hoa này, cái cây san hô này nó không nở hoa nhỉ. Sau đó thì một số Atuna dùng thần lực mới biết là chư thiên ở cõi tam tập tam thiên đấy, thì có cái cây Asura trên đấy vẫn trổ hoa bình thường, mới biết là mình bị lừa, mới biết là thế là mình bị ném xuống chân núi rồi. Lúc đấy
thì là Atuna này tức giận quá, tập hợp quân đội lại đi đánh nhau. À, chúng ta phải đánh lên để chiếm lại cõi trời, chiếm lại cái cõi trời Nam Lợi. Nên cho nên là Atuna này đem cả một đội quân đi đánh nhau. Vua trời thì sau khi mà đã quăng hết cái hàng Atuna này xuống chân núi và bắt đầu xây dựng lên một cái bức tường thành để bảo vệ, để bảo vệ cái cõi thiên của mình. Tầng dưới cùng là chư thiên Naga canh giữ, bố trí các hàng Naga canh giữ. Tầng thứ hai là hàng Garuda chim kim chỉ điểm. Tầng thứ ba là chư thiên Kumbhada là các cái loài thiên thần. Tầng thứ tư là chư thiên Jakha và tầng thứ năm là chư tứ đại thiên vương. Năm cái tầng này canh giữ trên cái con đường mà đi lên đến cõi trời Đao Nợ để bảo vệ không cho cái loài Asura này tiến đánh lên cõi trời. Mà khi mà Asura tiến quân đánh lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên hay là cõi trời Đao Nợ thì phải chiến đấu qua năm tầng chư thiên ở bên dưới, phải đánh qua năm cái đội quân này. Nhưng mà khi chiến đấu ấy, thì hai bên dùng thần lực đánh nhau thôi, các vị thiên thần đánh nhau là không có tổn thương, không có hy sinh, không có ai bị không bị thương binh hết, mà chỉ dùng thần thông để đánh nhau thôi. Nhưng bên nào thua thì bỏ chạy. Đấy, bên nào mà thấy mình đuối sức rồi, mình kém rồi thì thường thường là cái bên nào mà dũng cảm thì bên đấy thắng, bên nào nhát gan sợ một cái là thu mình nhỏ lại, xong là chui vào một cái lỗ kiến nào đấy để chạy mất. Cho nên là không, cái bên kia đuổi không kịp nữa, khi mà chạy về cái thành của mình đóng cửa lại là xong, bên kia không thể đánh vào được. Đây là đội hai, cho nên là quân đội của hai bên bắt đầu tiến quân đánh nhau. Nhưng quân đội của Asura này rất là mạnh, Asura này đi đến đâu cũng có chiến thắng, nên là giành chiến thắng tất cả năm tầng chư thiên canh giữ ở bên dưới, tất cả chư thiên canh giữ rồi đánh lên đến cõi trời Bà luôn. Chư thiên thiên thần cũng dùng các loại binh khí săn đuổi đánh nhau, chủ yếu là uy hiếp tinh thần nhau. Bên nào sợ quá cũng quá là bỏ chạy thua. Cuộc chiến giữa chư thiên ở cõi trời Ba và Asura đã diễn ra bất phân thắng bại. Khi thì chư thiên thắng, Asura bại, rút quân về chân núi Shineru và đóng cửa thành lại. Khi thì Asura thắng, chư thiên bại bỏ chạy, thì chạy vào trong thành và đóng cửa lại. Vậy là cuộc chiến kết thúc. Thì thấy không? Cứ bên nào thua thì chạy vào trong thành đóng cửa lại. Quân chiến thắng thì cũng rút quân về, không còn ai để đánh nữa thì phải về. Và cuộc chiến tranh kéo dài suốt từ sơ kiếp cho đến bây giờ, suốt từ cái lúc mà hình thành bây giờ biết bao nhiêu rồi. Hàng năm cứ đến mùa san hô nở là Asura lại tức giận thì cái cây không nở hoa, lại tiến quân lên trời để chiến đấy, đấu với chư thiên cõi trời 33 và cuộc chiến tranh vẫn bất phân thắng bại. Thì cái thời lúc mà Đức Phật còn tại thế, một hôm có một cái vị thanh niên, vị đang ngồi và vị đó nhìn ngắm cái cành hoa sen. Thì lúc ấy bị đó do cái tâm nó tập trung mạnh và nó có một cái định lực phát triển thành những thiên nhãn. Vì ấy nhìn thấy hai đội quân chư thiên và quân Asura đánh nhau. Sau đó quân Asura khiếp sợ quá và thu mình nhỏ lại và chui vào trong cái cọng sen và rút quân về nước. Đó là cái chàng thanh niên này, ủa tại sao mình lại thấy cái cảnh tượng này, không biết là mình còn bị khùng không? Tại sao mình lại thấy cái cảnh mà giống như là bị hoang tưởng ảo tưởng thế này? Thế là vì nó mới tìm đến Đức Phật, vì nó mới trình bày tại sao con lại thấy cái cảnh như thế. Thế là Đức Phật bảo đúng, ngươi thấy cái cảnh đó là đúng, đó là vì hôm nay đó là quân nhà trời với quân của Asura, quân của vua trời Đế Thích và quân Asura đã đánh nhau và quân Asura đã thất bại và họ đã thu nhỏ lại và chui vào trong cái cuộn sen rồi rút quân về nước, đó là dùng thần thông bỏ chạy. Và cái nguyên nhân sinh làm Asura là những cái người có danh vị cao, có tài sản nhưng lại có tâm không tốt hoặc là không có trí tuệ. Thế thì những cái người này với những bậc đáng kính, những bậc
những bậc đáng được, những bậc đáng được cung kính, những bậc có đức hạnh đáng được tán thán thì họ lại khinh thường phỉ báng. Đối với những người có ác hạnh vô đạo đức thì họ lại kính trọng và tán thán. Do ác nghiệp như vậy nên khi mạng chung họ thường sinh là Asura. Nên là thường Asura là những cái người này cũng là những người có phước, nhất là Asura thiên là những người cũng là những người có phước. Nhưng mà do cái tâm ngã mạn của họ, họ không biết kính trọng những bậc đáng kính, nên họ lại phỉ báng, chê bai, khinh bỉ, hoặc là do cái tâm sân hận, ganh tị, tật đố vậy đó. Đấy, mà họ đã phỉ báng và xúc phạm đến những cái bậc có đức, có đạo đức. Và cả những cái hàng mà ngu si không có trí tuệ thì họ lại tôn thờ đảnh lễ cúng dường và tán thán những cái người mà vô đạo đức, những cái người bất thiện. Thì đến lúc do cái ác hạnh đấy cho nên là thường thường sẽ sinh vào làm Atuna. Vì vậy cho nên là Atuna nó cũng là những hàng cũng có phước, cũng được hưởng phước, nhưng lại chịu cái thọ cái nỗi khổ, đó là có cái tâm sân hận. Cái tâm sân hận cho nên là thích đánh nhau, thích gây sự, thích chiến tranh. Mà hàng Asura thì có cái thân hình xấu, vì do cái tâm sân nó chi phối cho nên là cái sắc diện xấu, cho nên là khi mà sống với chư thiên thì không phù hợp. Chư thiên thì sắc diện rất là đẹp và cái tâm cũng rất là hiền hòa, yêu thương nhau. Còn Asura thì xấu xí, thân xấu mà tâm cũng xấu, cho nên là hai cái vị thiên thần này mà ở với nhau thì thiên đường cũng không được bình yên. Cho nên là vua trời đã quyết định quăng hết Asura xuống chân núi này. Cho nên là ở trong cái quốc độ nào mà toàn những người tốt mà cứ nạp vào đấy mấy thằng cướp nên nó sẽ làm cho những loạn xã hội mà, cho nên là phải bắt nhốt nó vào tù. Nên là vua trời làm thế cũng là phải cha, nhưng mà thỉnh thoảng tù nó mà ra được nó khủng bố thì cũng khủng lắm. Thì trong thế giới có 31 cõi thì có 4 cõi khổ, nó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và Asura. Cái Asura này cũng được xếp vào trong những cõi khổ, nên là 4 cõi khổ. Còn là các cái cõi khác đều là cái cõi an vui. Do tạo những nghiệp bất thiện nên khi chết các chúng sinh phải sinh vào 4 cõi khổ này, cho đến khi nào ác nghiệp cạn kiệt thì mới được sinh về các cõi an vui khác. 31 trừ 4 thì còn bao nhiêu cõi an vui nữa? 27 cõi, còn lại 27 cõi an vui nữa. Thế là mình chỉ chọn được một cõi thôi. Chúng ta tìm đi chui những 4 cõi khổ này. Một cõi nữa đó là cõi người. Con người sống ở 4 châu. Với mắt thường thì chúng ta chỉ nhìn thấy được loài người ở cùng một cõi Nam Thiện Bộ Châu này thôi. Thế bây giờ mình thì mình cứ nghĩ là ở trên thế giới này có 5 châu à, châu Âu, châu Á, châu Phi, châu Mỹ. Thì mình cứ nghĩ là nó có mấy châu thiên hạ đấy ở trong cái quả địa cầu này. Mình chỉ nghĩ là trên thế giới này có mấy tỷ người, có mấy trăm cái quốc gia sống với nhau. Nhưng mà do cái mắt thường ấy, thật ra cái con người với nhau mình cũng chưa hiểu hết về nhau. Còn có những cái loài người sống ở các cái châu thiên hạ khác mà mắt thường mình không thấy được. Với cái thiên nhãn của tịnh siêu nhân thì mới có thể thấy được hết các con người. Cõi súc sinh mình không thấy hết, đến cõi người mình chả thấy hết, huống chi các cõi khác sao thấy được. Với năng lực của thiên nhãn trí, thiền giả có thể thấy được 3 châu còn lại. Muốn thấy được các cõi người ở cả 4 châu thiên hạ, trước tiên thiền giả phải mở rộng ánh sáng đến núi Shinero hay là Tu Di Sơn nằm ở chính giữa của thế giới. Hướng đông của núi Tu Di là cõi người thuộc Đông Thắng Thần Châu. Đấy là thuộc về hướng đông của núi Tu Di. Hướng tây núi Tu Di là cõi người thuộc về Tây Ngưu Hoa Châu. Hướng nam của núi Tu Di là cõi người thuộc Nam Thiện Bộ Châu. Và hướng bắc của núi Tu Di là cõi người thuộc về Bắc Âu Nội Châu. Thế mình ở cõi nào? Mình ở cái hướng mà nào? Mình là Nam Thiện Bộ Châu hả? Nam Thiện Bộ Châu. Thế còn mấy cái cõi người kia mình đã từng gặp chưa? Mình đã từng đến để giao lưu, đã từng đến để kết bạn chưa?
trong các cõi khác người ta có gì không nhé, có gì hay không để học hỏi không? Châu ở phương Đông có tên là Thắng Thân, tức là Đông Thắng Thần Châu. Đông Thắng Thần Châu địa hình giống như một nửa mặt trăng, khuôn mặt người ta cũng giống như vậy, địa hình của họ như thế, cho nên khuôn mặt họ như thế. Ai mà đẹp thì mình bảo mặt đẹp như mặt trăng này. Nhưng mà bây giờ mặt trăng khuyết có một nửa thì có đẹp không? Rất là đẹp, cho nên gọi là Thắng Thân, nên mà thân hình rất là đẹp. Nhưng ai mà có cái mặt bằng một nửa mặt trăng mới là đẹp, nửa mặt trăng mới đẹp chứ không cả mặt trăng là không đẹp. Vì loài người ở đây có gia đình thù thắng nên châu thì gọi là Thắng Thân Châu. Và cái điểm đặc biệt của châu này là rất rộng lớn và vô cùng kỳ diệu. Phương Đông. Ở châu phương Nam thì là Nam Thiện Bộ Châu, cũng gọi là cõi Diêm Phù Đề. Địa hình thì trông giống như cái bánh tre ấy, gọi là cái bánh tre. Nên khuôn mặt người ta cũng giống như vậy, phải khuôn mặt mình tròn tròn đó, giống cái bánh tre. Nên cái trái đất nó tròn tròn, cho nên nó giống bánh tre, thì cái khuôn mặt cũng giống thế. Ở trong này có một cái điểm đặc biệt, đó là có nhiều cái cây thiện bộ, hay còn gọi là cây bồ đề, cho nên gọi là Thiện Bộ Châu. Giống như chùa Phúc Minh đầy bồ đề, Thiện Bộ Châu ở đây. Loài người ở châu này rất là mạnh mẽ, có trí nhớ tốt, có thể tạo ác nghiệp cũng tốt, mà có thể tạo thiện nghiệp cũng tốt, tu phạm hạnh cũng được. Cho nên là các vị Phật ra đời thường ra đời ở cái cõi người này. Đó là những điểm đặc biệt mà châu này hơn cả ba chỗ kia. Còn ở Tây Ngưu Hóa Châu, tại sao lại có tên là Tây Ngưu? Ngưu có phải là con trâu không? Hóa Châu, hóa là hàng hóa, dùng trâu để mua bán. Địa hình giống như trăng tròn, nên có khuôn mặt người ta cũng giống như vậy, khuôn mặt tròn như trăng. Vì ở châu này loài người dùng châu trong việc mậu dịch nên gọi là Nghi Hóa, Tây Nghi Hóa Châu. Toàn dùng châu để làm hàng hóa trao đổi với nhau. Nếu muốn đi mua cái gì, mua bộ quần áo dắt con châu đi, bán cho tôi bộ quần áo mấy cặp châu. Người ta không mang tiền đút túi đâu mà dắt châu đi để mua bán. Nên gọi là Tây Nghi Hóa Châu. Điểm đặc biệt của châu này là có nhiều châu, nhiều dê và nhiều châu ngọc. Ở cõi phương Bắc thì gọi là Bắc Câu Nư Châu. Bắc Câu Nư Châu địa hình bằng phẳng giống như hồ nước, nên khuôn mặt người ta cũng vậy, khuôn mặt bằng phẳng như hồ nước. Nhưng mà không sao. Loài người ở châu này có đời sống sung sướng, tốt đẹp hơn hết so với ba châu kia, nên gọi là Câu Nư Châu. Câu Nư Châu cũng là cái sự an lạc hạnh phúc. Cái châu này là cái châu hạnh phúc nhất, an vui nhất, bình yên nhất, không bao giờ có chiến tranh. Ở cả ba cái châu kia đều không có chiến tranh, chỉ có mỗi ở cái châu Diêm Phù Đề này mới có chiến tranh, mới đánh nhau, mới có sân hận lớn, tham dục lớn. Còn các châu kia thì cái phiền não của họ vừa vừa. Nhưng mà cái tâm thiện ở cái cõi Nam Thiện Bộ Châu này cũng rất là thiện, cho nên là cõi Nam Thiện Bộ Châu có các bậc thánh nhân ra đời và có các đức Phật ra đời, các cái châu kia lại không có. Cho nên là ở cõi Nam Thiện Bộ Châu nó có hai cái nổi bật, đó là thiện và ác. Người thiện thì rất thiện, người ác rất ác. Tuổi thọ của loài người ở Nam Thiện Bộ Châu, khi nào con người sống hướng thiện thì tuổi thọ sẽ tăng lên tới một a tăng kỷ tuổi. Khi nào hướng bất thiện thì tuổi thọ sẽ giảm đến 10 tuổi. Bây giờ là bao nhiêu tuổi? Bây giờ là còn 75 tuổi. Và dần dần sẽ giảm xuống 10 tuổi. Khi cho nên là sẽ càng ngày con người sẽ càng ác hơn. Bây giờ thì ác vừa vừa vậy, nhưng mà 100 năm sau ác hơn nữa, 1000 năm sau con người sẽ ác hơn nữa, đấy cứ ác dần dần. Bây giờ nó chỉ có ác lên chứ không có hiền gì đâu, đừng có mơ. Đừng có mơ là càng ngày càng hiền hơn. Cho nên là có dạy vậy chứ dạy nữa thì con người nó vẫn cứ hư. Người ở Đông Thắng Thần Châu thì có tuổi thọ cố định là 700 tuổi. Người ở Tây Nghi Hóa Châu tuổi thọ cố định 500 tuổi. Người ở Bắc Công Nguy Châu thì có tuổi thọ cố định là 1000 tuổi. Đấy là cái tuổi thọ của các cái châu khác thì nó cố định.
Nhưng mà ở cái nam thiện bộ châu là không có đấy, lúc tăng lên lúc giảm xuống, ác thì nó giảm đi mà huệ thì nó tăng lên. Sự khác nhau giữa người nam thiện bộ châu và các châu khác, mà người nam thiện bộ châu dũng cảm hơn ở các châu khác cả về thiện và ác. Về thiện thì họ có thể tu đắc đạo thành Phật chánh đẳng giác, Phật toàn giác, A La Hán, vua chuyển luân vương, và có thể đắc các năng lực thần thông. Về việc thiện là như thế, khi mà cái tâm hướng thiện thì người ta hướng thiện rất là mạnh, người ta có thể từ bỏ tất cả gia sản tài sản người thân, người ta từ bỏ gia đình và sống không gia đình, người ta có thể tu đạo, thậm chí người ta có thể bố thí cả thân mạng của mình được. Người khác châu khác không làm được đâu. Đấy là về thiện, người ta có thể cực thiện như vậy. Về ác thì họ lại cũng cực ác, nếu tâm mà đã hướng ác thì họ làm những cái việc cực ác luôn, giết cha giết mẹ, giết cả thánh nhân bậc A La Hán, người ta có thể làm thân Phật chảy máu, ngũ nghịch trọng tội. Thế là về ác, là cái người cõi thiện bộ châu cũng cực ác, các cái châu khác thì là không có dám ác như vậy. Người nam thiện bộ châu có trí phân tích cao hơn, họ có thể phân tích chi tiết những pháp thuộc về vật chất như các nhà khoa học. Nên người nam thiện bộ châu mình chỉ phân tích rất là giỏi những cái gì mà liên quan đến vật chất ấy. Ví dụ trong một cái món ăn họ phân tích ra được bao nhiêu là vitamin, rồi là chất khoáng, rồi là chất gì ấy. Cái trí phân tích cực kỳ là cao hơn. Họ chỉ cần lấy một chút nước tiểu họ đã phân tích được bao nhiêu cái chất bệnh ở trong đấy. Đấy là cái trí phân tích của cái người nam thiện bộ châu nó khủng khiếp. Cái trí phân tích cho nên là người ta có thể kết hợp với nhau, người ta tạo ra được các cái công nghệ máy móc, thì là tạo ra được cả máy bay nó kia ấy. Thì đấy là người nam thiện bộ châu có cái trí phân tích về vật chất, và họ cũng có những cái trí phân tích sâu xa thuộc về tâm thức như các cái nhà thực hành thiền tuệ. Về thực hành thiền tuệ thì họ có phân tích được các cái tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn, phân tích được cả những cái mà thuộc về vật, tinh thần phi vật chất. Đấy là pháp hành thiền rất là sâu xa, Đức Phật đã chứng ngộ. Thì các cái châu khác người ta không có được cái năng lực phân tích cao như cái người nam thiện bộ châu. Người nam thiện bộ châu một số rất thánh thiện và một số rất là bất thiện, là hai cái thái cực khác nhau. Người nam thiện bộ châu có niềm tin với Phật pháp thì họ sẽ sống rất là thánh thiện. Cái người nào mà là Phật tử, người nào mà quy y Tam Bảo và giữ năm giới rồi bắt đầu là thánh thiện, nó không làm việc ác. Những con muỗi cắn họ không giết nữa, con kiến bò cũng tránh không đạt. Những cái con sâu làm xong họ không bắt, nó thả vào cái phao khác cho nó ăn, không giết. Thì cái người thiện thì rất là thiện như vậy. Còn nếu người nào mà không có niềm tin với Phật pháp thì họ lại sống rất là bất thiện. Cái người nào mà nói Phật pháp mà không nghe thì người nó ác, bất thiện hơn. Việc gì nó cũng sẵn sàng nó làm, sát sinh nó cũng sẵn sàng sát. Mà có cơ hội giết người nó không giết, giết người cướp của nó không làm. Còn những cái con vật khác thì thoải nói không ai can được, miễn là có được bữa ăn ngon, giết bao nhiêu cũng giết. Đấy là về cái người mà không có niềm tin với Phật pháp ấy, thì cái việc bất thiện thì họ cũng làm hết. Thế là có hai hạng người như vậy. Cho nên là cái người cõi nam thiện bộ châu là chỉ có hạnh phúc khi nào mà có Phật ra đời, hoặc là có vua chuyển luân kim vương ra đời để dạy họ là việc thiện, hoặc là có các vị Phật độc giác ra đời. Còn nếu không thì họ sống triền miên trong các pháp. Ba điểm thù thắng của người nam thiện bộ châu so với các châu khác và chư thiên ở cõi trời đau nợ, đó là họ có tâm dũng cảm trong việc hành thí và tu tập. Họ có thể bố thí cả tài sản, bố thí cả những phần trên thân thể mình, thậm chí bố thí cả mạng sống mình. Và họ có thể tu tập để sống, tu tập rất là khắc nghiệt. Và họ có niệm rất là vững chắc, chánh niệm, tức là họ có thể phát triển được thiền định. Họ có thể sống đời phạm hạnh, đó là xuất gia tu hành. Đấy là ba cái ưu điểm cao nhất của cái người ở nam thiện bộ châu mà các cái châu khác người ta không làm được. Các cái châu khác thì người ta sống nó rất là hiền, con người nó rất là hiền nhưng mà cũng hơi hơi đần đần. Bảo là bảo đi xuất gia là không xuất được, mà người nam thiện bộ châu thì chỉ được. Ba điểm thù thắng ở người ở cái người ở Bắc Công Nô Châu
mà không có cái châu nào có. Đó là không chấp vàng bạc là của ta, không chấp thủ đây là vợ ta, chồng ta, con ta. Có tuổi thọ 1000 năm và người Bắc Công nuôi châu khi chết đều sinh về cõi thiên giới. Đây là một cái điểm rất là đặc biệt ở cái người ở Bắc Công nuôi châu nhé. Đó là tài sản là chung hết, ai muốn dùng cái gì thì dùng. Ví dụ nhà tôi có gì người khác đến mà cho tôi xin này, ok, không cần xin, cứ tự lấy mà dùng. Quần áo tôi cứ lấy mà mặc, cơm tôi cứ lấy mà ăn, vợ con là chung hết, không có xài riêng. Nhà vợ tôi cũng là vợ người khác, chồng tôi cũng là chồng người khác, con tôi cũng là con người khác. Chúng ta không chấp thủ một cái gì là của mình hết. Đây là cái đời sống mà cộng sản cao nhất, tập thể hết, cái gì cũng là của tập thể. Bây giờ có cái quốc gia nào mà sống được tập thể thế này là hạnh phúc nhất. Cái gì là có chung tài sản, chung vợ con, chung chồng con, chung cái gì cũng chung hết. Thì đấy là cái người Bắc Công nuôi châu, người ta sống được như vậy. Mà chỉ có mỗi cái cõi này là sống được như vậy. Mà tuổi này họ sống tới 1000 năm, không bao giờ tranh chấp, không bao giờ cái gì mình thích cái gì thì mình không có, cứ đến chỗ khác, người khác có thì cứ lấy mà xài. Cho nên là cái người này sống rất là vô tư, rất là an lạc và rất là hạnh phúc và rất là hòa bình. Chứ bây giờ mình cứ giữ đây là của tôi là bắt đầu là người khác đụng vào một cái là sẽ sinh ra đánh nhau, chửi nhau rồi là suốt ngày chỉ lo bảo vệ, chỉ sợ người khác chiếm đoạt của mình. Như vậy có sung sướng không? Ra ngoài tí nó cứ phải khóa cửa, trong túi lúc nào một chùm chìa khóa nèo kẹo. Sung sướng thì chỉ tiền vàng của mình để đâu, chỉ sợ người khác lấy, vợ con mình chỉ sợ người khác cướp mất. Sung sướng gì nữa, suốt ngày bảo vệ chết. Nên là sống như người Bắc Công nuôi châu là hạnh phúc nhất, của chung hết. Vậy cho nên là khi chết là người Bắc Công nuôi châu không có ai sinh trong cõi khổ. Tất cả cái nhân, tất cả cái mọi người ở cõi này vậy. Khi chết người ta chỉ sinh về cái cõi cao hơn. Nếu như cái người nào mà người ta phải sinh lại làm người, đấy là cái người sống thấp kém nhất, cái người mà lười biếng nhất, giản đãi nhất, là khi chết lại sinh trở lại làm người. Còn những cái người mà người ta sống tốt hơn một chút là người ta sinh thiên giới hết. Còn còn một cõi nữa là cõi chư thiên, cõi đề qua chư thiên. Chư thiên cũng là cái cõi vượt ngoài sự thấy biết của mắt thường, chỉ và chỉ thấy được bằng thiên nhãn trí. Chư thiên là gì? Chư thiên là các vị thiên sống ở các cõi trời, hưởng thụ năm dục trường dưỡng do đã tạo các cái phước thiện ở quá khứ. Chư thiên và có hàng chư thiên ở dục giới, có hàng chư thiên ở sắc giới và có hàng chư thiên ở vô sắc giới. Mình đã bao giờ nhìn thấy chư thiên không? Nếu mà mình có nhìn thấy chư thiên thì mình chỉ thấy được chư thiên gọi là chư thiên chế định, tức là chư thiên do con người đặt ra. Ví dụ như là các vị vua người ta cứ gọi là thiên tử, thiên tử con trời, hay là hoàng thượng, hay tên là hoàng thượng, hoàng muốn nói là ông hoàng là ông trời đấy, giống như là ông vua được tôn xưng là ông trời ấy. Thì đấy là do người ta chế định thôi. Còn hàng chư thiên là các cái vị thiên thần hưởng thụ các cái dục lạc công đức lớn ấy. Và chư thiên ở cõi dục giới, chư thiên cõi sắc giới và chư thiên ở cõi vô sắc giới. Thì tại sao lại gọi là chư thiên ở cái cõi dục giới? Cái người nào mà người ta có cái tâm tham ái, ví dụ như là họ muốn thấy sắc bằng mắt, họ muốn được nghe những âm thanh hay, họ muốn được ngửi những cái mùi thơm, họ muốn được ăn những vị ngon, họ muốn được xúc chạm những cái thứ êm ái, mà họ đạt được những cái điều đấy một cách tự tại, một cách dễ dàng, một cách thỏa mãn cái nhu cầu đấy, thì đấy là các cái hàng chư thiên được hưởng thụ năm dục trưởng dưỡng như vậy. Đấy. Còn những cái hàng mà chúng sinh ở những cái cõi khổ thì không có được thỏa mãn những cái điều đó. Chư thiên ở cõi sắc giới là chư thiên chỉ có an vui với một cái cảnh sắc. Đấy. Chư thiên ở cõi vô sắc giới thì là an vui với cái cảnh không có sắc. Chư thiên dục giới là chư thiên sống ở cõi trời dục giới như tứ đại thiên vương, đao lợi thiên, dạ ma thiên, hóa là thiên và tha hoa tự tại thiên, thì đấy là sáu cái cõi trời dục giới. Đao lợi thiên, dạ ma thiên, hóa đâu suốt thiên, có một cái cõi thứ tư phải là cõi đâu suốt thiên. Thì đây nó còn thêm một cái cõi trời đâu suốt nữa. Thì nó mới đủ.
Thứ nhất là chư tiên được gọi tứ đại thiên vương. Tại cái cõi này có bốn vị vua trời cai quản ở bốn phương nên gọi là tứ đại thiên vương. Cái tầng trời thấp nhất là cõi trời tứ đại thiên vương. Cái vị vua trời này là vua trời đầu tiên là Dararattha, chỉ vì thiên chỉ hay còn gọi là chỉ quốc thiên vương. Này được gọi là chỉ quốc thiên vương ở hướng đông thuộc núi Uji, cai quản các cái hàng càn tháp bà. Mà nó nói đến càn tháp bà thì lúc nào trên tay cũng hay có những cái cây đàn hay là ca hát càn tháp bà hay là Gandhara. Ngài có thể hộ trì đất nước, bảo hộ chúng sinh nên gọi là chỉ quốc, tay cầm cây đàn tỳ bà và dùng âm nhạc để cảm hóa chúng sinh quy Phật pháp. Thì cái vị chư thiên này rất là hướng thiện, rất là hộ trì cho những người mà tu tập giáo pháp, dùng cây đàn để cảm hóa chúng sinh, cho chúng sinh nghe những cái điệu nhạc giống như là nghe nhạc Phật ấy. Dùng trong đưa các cái bản nhạc trong những cái nhạc đấy là dạy chúng sinh là hãy giữ giới, hãy hành thiền, hãy tu tập, hãy bỏ việc khác, hãy làm việc này, hãy quy Phật, quy pháp, quy tăng, làm những cái điều bất thiện. Thế là dùng cái âm nhạc để truyền tải giáo pháp như vậy để cho chúng sinh quy Phật pháp. Đấy là gọi là trì quốc thiên vương ở hướng đông. Ở hướng tây thì là có vị tăng trưởng thiên vương. Ở hướng nam núi Tu Di, tăng trưởng thiên vương cai quản nhóm Kumbhada hay gọi là Kim Bàn Trà, cai quản các quỷ thần Kim Bàn Trà. Ngài có năng lực hộ trì chúng sinh tăng trưởng thiện căn nên gọi ngài là tăng trưởng thiên vương. Nên là đôi khi ở nhiều cái ngôi chùa thuộc Phật giáo Bắc Tông người ta hay dùng những cái các cái vị thiên vương này làm các vị hộ pháp, nên tay cầm cái kiếm. Hoặc là ở phương Tây có một vị Quảng Mục thiên vương Vitupaka, tây núi Tu Di cai quản dòng Naga. Ngài có thể dùng cái thiên nhãn thanh tịnh để quan sát thế giới, hộ trì chúng sinh nên gọi là ngài là Quảng Mục thiên vương. Và trên người ngài thì dòng cầm rất là nhiều cái con rắn trên tay, hay cầm con rắn, một tay cầm cái viên ngọc minh châu. Cái ngài là cái vị cai quản dòng cái hàng rồng Naga. Vị vua trời nữa gọi ở bắc phương Vesuvana gọi cai quản Dạ Xoa, hay còn gọi là Đa Văn thiên vương. Vì cái vị này hay nghe Phật thuyết pháp, ngài từng bảo hộ đạo tràng của Như Na, do đó được nghe Như Na thuyết pháp nhiều nên gọi là Đa Văn thiên vương. Hay cái dưới chân đạp con quỷ Dạ Xoa. Tất cả thiên chúng trong cõi tứ đại thiên vương đều dưới quyền cai quản của bốn vị vua trời, cho nên là cái cõi trời này được gọi là tứ đại thiên vương. Một cõi trời nhưng có bốn vị vua ở bốn phương. Chư thiên ở cõi tứ thiên vương gồm có chư thiên ở trên hư không, chư thiên trên cây cối, chư thiên trên mặt đất và chư thiên ở sông, ở núi, ở ao, ở hồ, đền tháp, miếu mang trong nhà. Đấy là chư thiên ở cõi tứ thiên vương thì phân bố ở rất nhiều nơi. Có chư thiên thì ở trên các cái cõi trời, các cõi trời, và có những cái cung điện bằng châu báu, bằng vàng ngọc. Bây giờ mình ra ngoài trời nhìn lên trời rực sáng những vì sao, không biết là vì sao là gì không? Mình cứ bảo đấy là hành tinh, nhưng mà thật ra đấy là những cung điện của các cái chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương. Chứ còn các cái chư thiên mà ở các tầng trời cao khác ấy, thì xa lắm, mắt thường mình không có thấy được. Vậy là mắt mình vẫn thấy cung điện của chư thiên ha. Chư thiên ở trên hư không thì có thiên cung, chư thiên ở trên cây cối thì lấy cây cối làm chỗ ở, chư thiên ở trên mặt đất thì lấy đền miếu nhà cửa hoặc là đồi núi ao hồ để làm chỗ ở. Thì chư thiên cũng có ở khắp nơi. Chư thiên mà có phước lớn thì ở trên hư không, có thì có cung điện ở trên đấy. Còn những cái chư thiên mà cái phước ít hơn thì phải ở dưới thấp. Dưới thấp ở trên cây thì gọi là thần cây, thần núi, thần sông, thần đất, thần biển, thần bếp ở trong nhà, thần tà, nhiều thần.
chư thiên tứ thiên vương có tâm hung dữ thì có bốn loại. Chư thiên ở cõi tứ thiên vương thì có hai hàng, một là chư thiên thiện, một hàng chư thiên thì có tâm bất thiện. Chư thiên mà có tâm bất thiện thì có bốn loại. Bốn loại đó là dạ xoa hay là giặc kha, gandaba hay là càn thát bà, hay là kiêu bản trà, cung ba đa, và la ga năm vương. Đây là khổ bốn cái hàng chư thiên. Thứ nhất là dạ xoa, có hai hàng dạ xoa. Chư thiên dạ xoa có thân hình đẹp, có hào quang, và bảng xanh dạ xoa thì có thân hình xấu trí, không có hào quang. Chư thiên dạ xoa khi nào khởi lên tâm bất thiện thì biến mình quỷ sứ đi xuống địa ngục hành hạ chúng sinh. Khi muốn ăn thịt chúng sinh trong địa ngục thì biến thành kênh kênh, các loài kềnh kềnh bắt chúng sinh ăn thịt. Thế nên các hàng dạ xoa thì có tâm hung dữ, khi hung dữ thì họ cứ xuống họ bắt lại các cái loài dưới địa ngục không? Giống như là con người ấy, mình hung dữ lên thì cho rừng bắt thú hoặc xuống dưới ao bắt cá lên ăn, thì họ xuống địa ngục họ bắt chúng sinh họ ăn thịt cũng được, không sao. Các loài càn thát bà, hàng thứ hai là hàng chư thiên sinh ra từ cây cối và cư ngụ ở cây cối. Một hàng càn thát bà ngụ ở cây, khi cây bị phá hủy thì bỏ đi chỗ khác. Còn một hàng càn thát bà ở cây nhưng mà khi cây bị phá hủy thì họ vẫn bám vào một cái phần gỗ nào. Khi mà làm đồ đạc thì họ ở trong cái đồ đạc. Một số càn thát bà thì hay nhập vào người khác như hiện tượng lên đồng hay là vong nhập. Đây là cũng cái ngoài chư thiên càn thát bà ở cây cối. Và càn thát bà thì bao giờ cũng được gọi là các cái vị nhập công, tay cầm cái cây đàn tỳ bà. Càn thát bà chư thiên thì cao rất. Còn hàng nữa là kim bằng trà Kumbhada. Dưới sự cai quản của Đức Tăng Trưởng Thiên Vương thì hàng Kumbhada thì hay là quỷ kim bằng trà này ở trên mặt đất thì làm nhiệm vụ bảo vệ sông núi ao hồ biển cả đền tháp cây quý. Nếu mà có người nào đến xâm phạm thì họ có thể bắt ăn thịt được. Nên là ở những cái nơi nào mà thiêng liêng hay ở những cái nơi nào mà có những cái vật linh thiêng cần bảo vệ thì các cái vị vua trời, vua Tăng Trưởng Thiên Vương này hay có thể sai những cái vị Kumbhada quỷ thần đi đến để bảo vệ ở cái chỗ đấy. Hàng Kumbhada ở dưới địa ngục thì làm quỷ sứ cai ngục, hay còn đấy là Diêm Vương ở dưới địa ngục thì cũng là hàng Kumbhada và hành hạ chúng sinh. Kumbhada thì độc châu mặt ngựa cũng có, bụng to như trống cũng có. Còn hàng nữa là hàng rồng Naga, dưới sự cai quản của Đức Quảng Mục Thiên Vương. Thì rồng thì vừa nãy mình biết rồi, đấy là các cái loài rồng hóa sinh đấy, các vị thiên rồng. Naga sống ở dưới nước cũng có, thì có cung điện và có một cái quốc độ của Naga. Naga người ta có những cái quốc độ và có thể biến thành người, có thể hiện, có lúc thì hiện nguyên hình rồng. Naga biến thành người trong trường hợp là khi họ mới sinh ra thì họ là Naga, nhưng mà sinh ra xong cái thì họ lại biến thành người để họ sinh hoạt cái cuộc sống hàng ngày, sinh hoạt giống như là con người bằng chân bằng tay. Nhưng mà trong lúc ngủ mà ngủ mê mệt quá thì người ta sẽ biến thành rồng, còn nếu mà ngủ mà vẫn tỉnh giác thì vẫn giữ được thân người. Cho nên là đôi khi có những cái vị Naga họ biến thành người, nên có người mà không may mà cho họ uống rượu say quá là họ mất chánh niệm, họ biến nguyên hình rồng đến kiếp trợ luôn ấy. Giống như chữ bất giới đang nằm lợn uống rượu chai biến thành lợn luôn đấy. Thì Naga là lợn, nếu mà họ có những có cái vị ngày xưa có những cái vị Naga vị rồng họ muốn đi xuất gia nhưng mà không, trong luật không được cho các hàng phi nhân xuất gia mà. Nên là cho có cái vị Naga bị biến thành người bị đi vào chùa bị xin tu, thì cái vị Naga này bị tu và bị sợ bị nộ, cho nên là lúc nào vì ở trong phòng ở chung nhiều người, cho nên là lúc nào vị nó cũng về thức, nhưng mà cho đến khi mọi người đi vắng hết thì vị nó mới tranh thủ ngủ một tí. Nên là một hôm này có một cái vị tỳ kheo ở chung phòng, trong cái lúc mà vị đó trở về nghe tiếng gáy khò khò, thì ghé mắt nhìn vào trong thì có con rồng nhưng không phải người. Nên vị này đi gọi mọi người tập trung đến thì vị rồng này khi mà tỉnh giác lại thì biến lại thành rồng. Vì vậy cho nên rằng là
khi mà biến thành rồng rồi thì vị đó không được phép xuất gia nữa. Thì trong giáo pháp thì cho không cho phi nhân xuất gia, thì dù đó là rồng biến thành không được xuất gia. Naga có thể du hành trong nhân gian, có một số loại thần chú người ta có thể liên hệ với Naga. Trong nhân gian người ta, nhất là trong các cái ngoại đạo ấy, người ta hay có những cái pháp gọi là chỉ niệm thần chú, chỉ niệm thần chú, và đôi khi có người chỉ niệm mà có thể liên hệ được với các cái loại các hàng Naga, hàng thần rồng, và có một chút linh nghiệm và có được những cái khả năng linh nghiệm. Thì Naga rất là có thần lực, nhưng mà Naga có một cái khuyết điểm, nó là rất là nóng tính, rất là hung dữ, cho nên là hay tức giận. Khi mà đã sân hận lên thì làm, có thể làm tổn hại đến người khác được. Một số Naga hung dữ có thể xuống địa ngục và hành tội và ăn thịt các cái chúng sinh khác. Đấy là cả cõi thuộc về cõi tứ đại thiên vương. Tứ đại thiên vương thì có các hàng chư thiên ở trên cao, cũng có cái hàng chư thiên ở dưới thấp. Còn ngoài ra thì có tứ đại thiên vương có rất nhiều chư thiên, ví dụ chư thiên ở trên mặt đất chẳng hạn, họ không có hào quang thì người ta sống ở cây, thì người ta lấy cây làm nhà. Có những hàng chư thiên thì người ta vào trong nhà của những người khác người ta ở, cho nên là thường thường là nhiều nhà hay lập những cái ban thờ để thờ các vị thần tài, hay là thờ thổ công, hay là thờ thần đất, hay là ở các kiên thôn làng đều có những cái nơi miếu thờ thần thành hoàng ngọc kia. Thì đấy đều là những cái nơi cư trú của các vị chư thiên ở trên mặt đất, và cũng thuộc vào cái hàng chư thiên ở cõi tứ đại thiên vương. Còn ngoài ra thì các hàng chư thiên khác thì ở trên các cõi trời rất là cao. Những cõi trời đạo lợi thiên, đâu dụ, hóa lạc thiên, tạo hóa tự tạo thiên, thì các hàng chư thiên đấy rất là cao thượng và ở cách mặt đất rất là xa, có những cái cõi trời. Các vị chư thiên mà ở trên cao ấy thì thân hình rất là đẹp, rất là thù thắng. Cái cảnh trời cũng rất là huy hoàng, rất là lộng lẫy. Và Đức Phật có thể lên cõi trời để thuyết pháp. Thì Đức Phật ngồi trên cõi trời thuyết pháp thì chư thiên ở tất cả các cõi trời, dục giới, sắc giới, có thể đến để nghe pháp, để đảnh lễ và nghe pháp ngài thuyết giảng. Thì người ta có thể phi hành đi trên hư không rất là an nhiên, rất là tự tại. Và các hàng chư thiên này đôi khi ở trên thiên giới có những xe voi, xe ngựa. Mà thế thì ở trên trời có voi, có ngựa không? Chư thiên có phải đi chăn ngựa không? Giống như Tôn Ngộ Không đi lên làm đi chăn ngựa. Thì đấy có không? Thì thực ra ở trên thiên giới thì không có súc sinh. Nhưng mà nếu như có súc sinh đấy là do dùng thần thông để hóa ra. Ví dụ các vị chư thiên có thể cưỡi voi đi lại, nhưng mà voi đấy không phải là voi thật, mà là voi bằng năng lực thần thông biến hóa, biến ra voi để cưỡi, biến ra ngựa để kéo xe. Thực ra, hoặc là như vua trời đấy thích đi đâu cũng có một cái cỗ xe, có 1.000 ngựa bạch để kéo. Thì là những cái vị thiên tử ấy, người ta biến các vị chư thiên thấp ấy, người ta biến thành những con ngựa đấy, người ta làm cái nhiệm vụ kéo xe cho nó vui vậy thôi, người ta thích thì người ta đàn, chứ không phải là chư thiên có các cái các con vật này. Chư thiên nó không có súc sinh, không có chăn nuôi gà vịt gì hết, nhưng mà trên đấy có các cái loài cây cối thì có thể ra các cái trái cây mà rất là thơm ngon, có thức ăn của thiên chúng. Thì các cái hàng chư thiên ở trên cao này thì không có ăn thịt nữa, mà người ta chỉ ăn bằng trái cây, hoặc ăn bằng những cái loài cam nồ, ăn bằng những cái thức ăn mà chư thiên, hoặc là do cái tâm người ta biến hóa ra thức ăn. Người ta thích cái mùi vị gì thì người ta tự hóa ra. Đi lại thì phi hành tự tại. Nên là các cái hàng chư thiên ở trên cao thân hình thì người ta tỏa hào quang, tỏa ánh sáng. Có khi mà Đức Phật gần vào Niết Bàn thì có một số vị thì kheo mới hỏi Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, chư thiên ở trên cõi trời tam thập tam thiên họ đẹp như thế nào, họ trông họ đẹp như thế nào. Lúc ấy Đức Phật khó diễn tả, Đức Phật bảo họ đẹp như là những cái người Nicchavi, những cái vị thiên tử, là những cái vị công tử Nicchavi, tức là những cái người rất là đẹp trai, tuấn tú,
tức là chư thiên người ta cũng rất là đẹp, là tuấn tú, rất là khôi ngô, cũng có thân, có chân, có tay, có đầu, có mắt như con người, nhưng mà thân hình của họ thì tỏa sáng, rực sáng hào quang. Còn có những hàng chư thiên, đây là các vị phạm thiên. Vị phạm thiên có bốn đầu, giống như là mình thờ vị phạm thiên ở ngoài đầu. Đấy, đầu này trước, đằng sau, bên phải, bên trái thì có đầu ấy, cung kính đảnh lễ Đức Phật. Thì ở các cái gọi phạm thiên nữa, từ cái gọi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền trở đi, thì tất cả các cái hàng chư thiên này là do tạo những cái công đức như là bố thí hay là cung kính hay là cái sự cúng dường hay là cái sự giúp đỡ phục vụ hay là ngồi thiền hay là nghe pháp, thì những cái thiện nghiệp đấy thì sẽ khiến cho những chúng sinh này được tái sinh làm các cái hàng chư thiên. Còn những cái người nào mà tu tập mà chứng đắc được các tầng thiền định như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì sẽ sinh về các cõi phạm thiên hay là vị phạm thiên. Địa phạm thiên này có nhiều đầu và nhiều, và cái đời sống ở các cõi trời càng cao thì cái sự an lạc, cái lạc thú, cái sự an yên an vui nó càng lớn. Thì có thể quan sát được hết 6 tầng trời lục giới, rồi đến các tầng trời sắc giới, các tầng trời, 4 tầng trời vô sắc giới, 20 cõi phạm thiên đều có thể dùng cái thiên nhãn có thể quan sát được các cái cõi dục giới và sắc giới đó. Thì đấy là cái năng lực của, với cái thiên nhãn thuần định siêu nhân vững chắc bất động, vị ấy có thể thấy được cái đời, cái sự sinh tử của chúng sinh, thấy được các cái cõi sống khác nhau, từ cái cõi địa ngục cho đến các cõi thiên giới. Thế nên là cái trong các cái pháp về năng lực, về các thắng trí, thì cái thắng trí về thiên nhãn này được gọi là quan trọng nhất, vì nó có thể tăng được cái chi kiến, tăng trưởng được cái chánh kiến, tăng trưởng được cái chánh trí và tăng trưởng được cái sự hiểu biết của một con người về cái cõi sống này, về các cái cõi sống khác nhau, về cái dòng sinh tử. Cho nên là cái người nào phát triển được thiên nhãn thì cái người đấy sẽ có được cái chánh kiến rất là cao, biết được cái nghiệp và quả của nghiệp, biết được cả tạo cái nhân này rồi tương lai sẽ đi về đâu, cái người đang thọ cái quả báo ở hiện tại là do quá khứ đã làm cái gì, biết được cái nhân quá khứ sinh ra quả hiện tại, rồi cái nhân hiện tại này thì nó sẽ để lại cái quả tương lai như thế nào. Cho nên là cái thiên nhãn trí là cái pháp quan trọng và cái pháp rất là bổ ích, có lợi ích cho cái người tu tập cái giáo pháp này. Người nào có cái thiên nhãn thì sẽ có được một cái trí quan sát, một cái sự hiểu biết rộng lớn hơn. Đấy, còn cái sự hiểu biết bằng cái sự nghiên cứu hay là cái kiến thức tầm thường ở thế gian thì rất là hạn chế. Nếu mà có thiên nhãn thì mới có được gọi là cái thắng trí, cái trí tuệ mà nó nổi trội, nó vượt trội lên những cái trí thức bình thường ở thế gian. Cố gắng hành cho đắc thiền định như là phát triển thiên nhãn.